Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Mẹo hay chọn sim phong thủy phát lộc liền tay. Bạn muốn mua sim phong thủy nhưng làm thế nào để chọn được số sim phong thủy đẹp? Địch Nghề Tốt sẽ giải đáp những câu hỏi của bạn ngay sau đây nhé. Tại sao nên dùng sim phong thủy? Thời đại công nghệ số, hầu như mỗi người đều sở hữu cho riêng mình ít nhất một chiếc điện thoại. Điện thoại bây giờ thậm chí còn có thể sử dụng cùng lúc hai sim. Việc mua sim điện thoại cũng rất đơn giản, nhiều người chọn sim tùy ý thích, không có kiêng kỵ hay ưu tiên gì. Song kỳ thực, ngay cả sim điện thoại cũng có thể giúp vận trình của tủ chủ nhân tăng tiến nếu được lựa chọn kỹ càng, hợp tuổi, hợp mệnh. Sim phong thủy càng ngày càng được nhiều người ưa chuộng khi lựa chọn sim điện thoại cho mình bởi những giá trị thiết thực cùng với ý nghĩa sâu sắc của nó. Chọn sim số đẹp hợp phong thủy có thể giúp cho chủ nhân gặp nhiều điều may mắn, phúc lộc tràn trề cũng như đảm bảo được sự hạnh phúc, an yên trong đời sống của chủ nhân. Nói cách khác, sim phong thủy có thể chính là cánh cửa dẫn bạn đến với thành công một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều. Việc giao tiếp, giao dịch hàng ngày thường khó hiểu được sự thể hiện của chiếc điện thoại. Khi ấy, sim phong thủy sẽ giúp bạn có nhân duyên tốt hơn, hợp tác làm ăn thuận lợi, đi đến thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Ngược lại, khi sim không hợp phong thủy, không hợp mệnh, chẳng những không thể nâng đỡ vận trình tăng tiến mà còn có thể kéo mọi thứ đi xuống, khiến cho bạn gặp phải những điều xui xẻo nữa. Ý nghĩa các con số trong phong thủy. Ở đây chúng ta sẽ xét lần lượt 10 con số, bắt đầu từ số 0 và kết thúc với số 9. Hãy tìm hiểu xem khi xuất hiện trong sim điện thoại của bạn, các con số có ý nghĩa gì trong phong thủy. Số 0. Nhiều người cho rằng con số 0 tròn chỉnh tựa như khởi đầu, không có bất cứ thứ gì, cũng giống như trắng tay, nghèo khó nên chụp mũ số 0 là con số kém may mắn. Tuy nhiên, theo phong thủy đời sống thì đây lại là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Con số 0 có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Số 0 được tạo thành bởi một vòng tròn khép kín, tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy. Trong Phật Pháp, con số này được coi là con số tối thượng, thể hiện cho cảnh giới cao nhất của con người, khi mà người ta không còn bị những suy nghĩ tham sân si quấy nhiễu, làm phiền, không còn bon chen, buông bỏ, thất tình lục dục. Chẳng thế mà Phật Pháp có câu sắc sắc không không. Số 1. Số 1 là con số đầu tiên đứng trong dãy số tự nhiên, có ý nghĩa là số sinh, thể hiện sự khởi đầu, sinh sôi, nảy nở và phát triển. Số 2. Số 2 mang sự may mắn cân bằng của tự nhiên, nó cũng có thể thể hiện niềm vui được nhân đôi, song hỷ lâm môn là con số tốt nên xuất hiện trong sim phong thủy. Số 3. Con số 3 ẩn chứa sự thần kỳ, được luận giải số tài, song ý nghĩa sâu xa của nó thì còn là sự tượng trưng cho thiên địa nhân, cũng tượng trưng cho tam giới, Phật Pháp Tăng, đồng thời ẩn chứa bí mật về ba yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống con người, đó là phúc, lộc, thọ. Số 3 được xem là con số vững chắc giống như kiêng ba chân, là hình thức vững chắc nhất vậy. Người Hồng Kông cho rằng 3 với 3 là mãi mãi, vô tận, và xem số 3 như biểu tượng của hy vọng trường thọ. Con số phong thủy này được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, từ trang trí nội thất đến xây dựng, đảm bảo sự hài hòa mà bền vững. Số 4. Theo quan niệm dân gian, con số 4 có âm đọc na ná so với tử, nên mang danh là con số xui xẻo, không may mắn. Tuy nhiên, theo phong thủy, con số 4 lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó tượng trưng cho 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, bốn loài cây mang cốt cách của đất trời, tùng, cúc, trúc, mai cũng là biểu tượng của sức mạnh vô biên với tứ trụ đỡ đời. Số 5. Theo phong thủy thì số 5 mang phúc khí, tức ngũ phúc là phúc lộc thọ, phú quý. Nó cũng hàm chứa ý nghĩa về 5 phẩm chất tốt đẹp của bậc quân tử, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, cũng mang lẽ sống của kiếp đời gồm phú, thọ, quý, khang, ninh. Số 6. Cũng giống như con số 4, quan niệm dân gian hiểu ý nghĩa con số 6 theo âm đọc, song cũng nghĩa hoàn toàn khác ngược lại. Số 6 được tượng trưng cho tài lộc, cho tiền bạc dồi dào, mọi sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió.
Con số 6 cũng gấp đôi của con số 3, được coi là điểm lành. 3 cộng thêm 6 là 9, tạo thành nhóm 3 con số may mắn. Bài trí bất cứ đồ vật gì theo số lượng 3, 6, 9 cũng đều tốt, hóa giải những trường khí xấu. Số 7. Số 7 là con số thần thánh, mang nhiều ý nghĩa trong các tôn giáo cũng như trong quan niệm dân gian. Nó tượng trưng cho vũ trụ trời đất, mang sự huyền bí, kỳ diệu khi mang trong mình luồng ánh sáng lớn nhất trong hệ mặt trời là 7 sắc cầu vồng. Trong Phật giáo, con số 7 tượng trưng cho 7 đài sen, ứng với 7 bước chân đầu tiên của Phật Thích Ca khi mới chào đời, tượng trưng cho lẽ sống của con người. Cuộc sống trần tục có trên, dưới, trước, sau, trái, phải và chính giữa. Trong thất đại có thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Trong thành tài có tấn, tín, tám, quý, giới, xả, văn, huệ. Trong thất chúng có tỳ, theo, ni, dước, xoa, sa, di, sa, di, ni, nưu, tả, bắc, ưu, bà, di. Trong đại lão, con số 7 xuất hiện trong truyền thuyết về 7 sao và 7 cây gươm sao có sức mạnh đẩy lùi ma quỷ. Số 8. Khi chọn sim phong thủy đại cát, có lẽ con số 8 là con số không thể thiếu, bởi lẽ nó mang ý nghĩa phát triển, hưng vượng, không ngừng lớn mạnh. Dù đứng với bất cứ con số nào, con số 8 cũng thể hiện sức mạnh vượt trội cùng đẳng cấp đỉnh cao của mình. Con số này cũng xuất hiện rất nhiều trong các tôn giáo, ví dụ như 8 điều bất tử trong Đại Lão hay Bát Chánh trong Phật giáo, cửa sổ hình bát giác hay bình cắm hoa 8 cạnh hay gương bát quái được xem là ứng dụng phong thủy trong việc chống lại tà khí hay những trường năng lượng xấu, ngăn chúng xâm nhập vào trong nhà. Số 9. Con số 9 có ý nghĩa gì? Đây là con số vua trong quan niệm dân gian, bởi số 9 là biểu tượng của vua chúa và giới hoàng tộc. Đơn giản như trong các truyền thuyết dân gian như câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, vua Hùng cũng từng thách cưới công chúa với những sản vật quý hiếm như voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Hay trong lễ nghi, muốn bước đến ngai vàng, vua cần phải bước qua 9 bậc. Con số 9 cũng thể hiện sự trường tồn vĩnh cửu, sống mãi với thời gian. Làm thế nào để chọn sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh? Xét ngũ hành sinh khắc. Muốn chọn sim phong thủy hợp mệnh, bạn cần phải xét các yếu tố ngũ hành sinh khắc của các con số ứng với mệnh ngũ hành của mình. Trước hết, ngũ hành tương sinh tương khắc là như thế nào? Chúng ta đều biết ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó ngũ hành sinh khắc được thể hiện như sau. Ngũ hành tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tiếp đến, chúng ta xét về hành của các con số. Theo đó ta có thủy số 1, thổ số 2, số 8, mộc số 3, số 4, kim số 6, số 7, hỏa số 9. Ta sẽ thấy sự xuất hiện thiếu của con số 0 và con số 5. Đó là vì số 0 không thuộc hành nào trong ngũ hành, con số 5 mang tính trung hòa, hai con số này có thể hợp với tất cả các mệnh. Tiếp nữa, nếu bạn chưa biết mệnh ngũ hành của mình là gì thì cần tra cứu mệnh ngũ hành qua năm sinh. Khi đã biết được mệnh ngũ hành của bản thân, ta sẽ chọn được số điện thoại phong thủy tương sinh với mệnh. Các bạn chú ý rằng, cách tính mệnh cho sim sẽ căn cứ vào con số cuối cùng của dãy sim. Con số đó ứng với mệnh nào thì số sim sẽ mang mệnh đó. Ví dụ 0939 368 198 mang mệnh thổ vì con số cuối cùng là số 8. Mệnh thổ trong ngũ hành. Sim phong thủy cho người mệnh kim. Nếu bạn là người mệnh kim, vậy thì bạn nên chọn sim mệnh kim và mệnh thổ. Bởi thổ sinh kim, thổ là mệnh tương sinh, còn kim là bản mệnh. Theo đó, sim của bạn nên kết thúc bởi các con số sau 2, 8, 6, 7. Sim phong thủy cho người mệnh mộc. Bạn mang mệnh mộc, sim của bạn nên mang mệnh mộc và thủy. Thủy sinh mộc là mệnh tương sinh, con mộc là bản mệnh. Con số cuối cùng trong sim điện thoại của bạn nên là 341. Sim phong thủy cho người mệnh thủy. Với người ngũ hành thuộc thủy thì ngoài sim mang số ngũ hành bản mệnh, có thể chọn thêm sim mang số ngũ hành tương sinh của mệnh là kim. Như vậy, số điện thoại của bạn nên kết thúc bởi các con số 1, 6, 7. Sim phong thủy cho người mệnh hỏa.
Người mệnh hỏa nên chọn sim có các con số cuối thuộc hành hỏa hoặc mộc. Mộc sinh hỏa, con số hành mộc là 3, 4, con số hành hỏa là 9. Sim phong thủy cho người mệnh thổ. Bạn là người mệnh thổ nên chọn sim mệnh thổ hoặc mệnh hỏa tương ứng với các con số là 2, 8, 9. Xét yếu tố âm dương tương phối. Ngoài yếu tố ngũ hành tạo nên sim phong thủy đẹp thì phong thủy còn cần đến sự cân bằng về âm dương nữa. Hài hòa âm dương trong phong thủy sẽ giữ cho hòa khí ổn định, mang tới sự thanh thản và vui vẻ, hạnh phúc cho chủ nhân sim điện thoại đó. Vậy làm thế nào để xác định một sim điện thoại có âm dương tương phối? Người ta căn cứ vào các con số xuất hiện trên sim, thường là số lượng các số chẵn và số lẻ trong sim điện thoại bạn phải cân bằng với nhau. Ví dụ như sim 10 số thì có 5 số chẵn và 5 số lẻ sẽ được xem là sim số đẹp. Sở dĩ quan niệm như vậy vì số chẵn ứng với số lượng âm trong phong thủy, còn số lẻ thì là số dương, số lượng chẵn lẻ cân bằng tức là âm dương cân bằng. Xét tổng dãy số sim. Ngoài hai cách kể trên, để xác định một sim phong thủy số đẹp, người ta còn xem xét đến tổng dãy số sim điện thoại nữa. Cách tính tổng này cực kỳ đơn giản, bạn lấy tất cả các con số trong dãy số sim điện thoại và cộng dồn với nhau tới khi còn lại một con số duy nhất, điểm cao nhất có thể được tính ra là số 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.